của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Thì như quý vị cũng biết là chúng ta trong cái khâu mà ván lạng và veneer, và chúng ta cũng có rất là nhiều video về máy ghép hoặc là máy dán veneer. Và hôm nay tôi thay mặt cho ban giám đốc và anh chị em Thượng Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, và nhân đây chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã theo dõi chương trình và đã yêu cầu Thượng Nguyên làm cái video này để hướng dẫn cái cách mà chúng ta pha keo như thế nào để cho hợp lý, vừa có thể là dán keo ra đạt chất lượng tốt, vừa có thể là chúng ta làm một cái chất lượng của cái veneer ra nó đạt tuyệt đối. Thì trước tiên thì như quý vị biết là một cái nhà máy innovator của chúng ta với một cái thương hiệu, họ đã bán những cái thiết bị của họ về sử dụng cho veneer thì trên toàn cầu, và họ đã sử dụng rất là nhiều cái thương hiệu nổi tiếng như là của Ý, của Đức, như là Fosto hoặc là một số cái thương hiệu khác vân vân và vân vân, nhiều lắm. Và đối với keo cũng không ngoại lệ, và keo được xuất xứ từ Đức. Thì một cái thương hiệu của Đức thì như quý vị cũng biết là những sản phẩm nào của Đức thì chúng ta không thể nào mà chê về cái chất lượng và sản lượng đạt được. Nhưng quý vị phải chúng ta phải xem và chúng ta phải kiểm chứng cũng như là kiểm soát lại cái định lượng của chúng ta sử dụng như thế nào để cho hợp lý về cái ván lạng cũng như là veneer nói chung. Thì trước tiên vào cái cách pha keo như thế nào thì tôi xin giới thiệu đến quý vị những cái mà chúng ta khi mà chúng ta đặt một cái máy thì nhà máy sẽ kèm theo cho chúng ta là những cái dụng cụ này, chẳng hạn như là vệ sinh keo, rồi chúng ta sẽ có là một cái tiếp mở bò, rồi những cái này là chúng ta sẽ vệ sinh những cái vít me, rồi những cái răng, những cái phần đó để cho nó sử dụng tốt hơn. Và đặc biệt hơn đó, đây là một lít của cái veneer release, có nghĩa rằng là cái vệ sinh vệ sinh của sau khi mà chúng ta sử dụng thì keo rồi chúng ta có cái chất này, thì trong thời gian đầu thì chúng ta sẽ tẩy rửa nó sẽ tốt hơn. Và đặc biệt đây là cái bồn keo, như quý vị thấy ha, mời quý vị, cái bồn keo của chúng ta, bồn keo này kèm theo máy ha, bồn keo của chúng ta. Và thêm thế nữa thì như quý vị thấy là đây chúng ta sẽ có một cái keo, cái trọng lượng khoảng chừng 2 kg. Thì cái keo này là thuộc dạng keo bột, mời quý vị xem. Chúng ta keo bột, cái keo bột này chúng ta chỉ cần pha chung với nước, với nước bình thường thôi nha quý vị. Và giới thiệu thêm quý vị, đây là chúng ta sẽ có một cái ca, một máy thì chúng ta chỉ cần kèm theo một cái ca thôi. Và chúng tôi có nhiều máy cho nên là chúng tôi có nhiều ca. Và đặc biệt hơn thì đây là một cái cân, thì quý vị thấy là chúng ta có một cái cân. Cái cân này cân keo, thì cân này chúng ta sẽ có hai cái trọng lượng mà để mà chúng ta khi mà chúng ta cân. Ví dụ như chúng ta sẽ cân định lượng keo ha. Trước tiên thì chúng ta sẽ cân theo như thế này. Một cái như là 61g.5, đúng không? Thì nếu ví dụ như mà chúng ta sẽ, đây là một cách cân, và chúng ta sẽ cho cái định lượng là keo vào, thì lượng keo là một cái định lượng với một cái nhà máy đưa ra là keo là 64%, thì chúng ta sẽ cho thêm vào 64%. Và thêm một cái phần nữa thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ cân cái định lượng nước, nước của chúng ta là 36%, thì chúng ta sẽ cho 36 ml vào đây, thì ví dụ là 100 ml. Còn đó là một cái cách cân đầu tiên. Và thêm một cái cách cân nữa là chúng ta sẽ có trọng lượng âm, có nghĩa là khi chúng ta đặt một cái cân này bên đây và chúng ta tắt đi và chúng ta mở lại, thì chúng ta sẽ có một cái định lượng âm, thì nó sẽ trở về bằng không. Và chúng ta chỉ cần bỏ keo vào đây và chúng ta sẽ xem cái định lượng chúng ta cần bao nhiêu, với tỷ lệ là 36 và 64, có thể là nôm na là 73 ha. Và bây giờ tôi sẽ mời một anh kỹ thuật Thượng Nguyên thực hành cho quý vị để mà chúng ta xem cái cách như thế nào. Chào bạn Mỹ.
Mời bạn Mỹ có thể thực hành cho quý vị xem chúng ta sẽ pha keo như thế nào, chúng ta cân như thế nào. Chúng ta sẽ cho là 65 ha. 65. Và sau đó thì chúng ta sẽ khuấy đều lên. Và chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp này vào cái bồn keo của chúng ta. Trong cái thời gian mà chúng ta cho vào cái bồn keo của chúng ta xong á, thì chúng ta nên mở máy lên để mà cái tốc độ của keo của chúng ta đạt theo một cái mức độ. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào máy. Như quý vị cũng biết là trong thời gian mà chúng tôi live á, thì chúng tôi sẽ có những cái sự cố sẽ xảy tới. Thì nếu ví dụ như trong quá trình xảy ra như vậy thì mời quý vị thông cảm cho. Tại vì khi mà chúng ta, mời quý vị, tôi muốn chia sẻ đến quý vị một cái vấn đề này khi mà chúng ta vận hành máy.
Đây, đây là một cái chống tâm để mà, à, cái này Mỹ có thể chia sẻ không cho quý vị xem, à, quý vị nghe, cái này là để làm gì? Dạ, cái này là mình sẽ giữ cái bộ đè này lại, tại khi mình vận chuyển nó sẽ bị rung lắc. Rung lắc, rồi. Phải giữ lại, định vị lại. À, có nghĩa là khi mà máy mua về, khi mà chúng ta chưa có tháo ra thì nhà máy chúng ta sẽ có một cái sắt để mà cái thanh này thanh định vị để bảo quản cho cái ti bên của cái hệ thống bên này, đè phôi này. Rồi bây giờ mời Mỹ mở, chúng ta sẽ tháo cái này ra. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chỉnh lại cái nhiệt độ. À, coi chừng kiểm tra lại thử xem coi 140 độ như vậy có hợp lý chưa, bạn kiểm tra lại. Ha, kiểm tra lại. Xem coi là keo đã tan chảy chưa và cái lượng keo của chúng ta nó có đủ chưa. Kiểm tra lại hết trước khi vận hành máy ha. À, chúng ta sẽ coi. À, coi những cái đồng hồ này đã cân chỉnh chưa nè. À, những cái đồng hồ kiểm tra lại hết ha. Đây. Kiểm tra lại hết những cái đồng hồ này chúng ta chỉnh đã kiểm tra chưa. Ở phía trong chúng ta đã kiểm tra chưa. À, chúng ta mới vận hành máy. Rồi cái nhiệt độ 140 là đủ ha. Dạ. À. Cài đặt ba cái đồng hồ. Rồi, có ba cái đồng hồ để chúng ta cài đặt. Rồi, đồng hồ thứ nhất là thể hiện cài đặt là về cái gì? Dạ, nói chung về bộ phận làm nóng của ba cái nhiệt nóng đây. À, cái hệ thống này là hệ thống làm nóng nha quý vị. À, ba cái, nó có ba cái, đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, đúng không bà? Dạ. Rồi, đó là chúng ta sẽ cân chỉnh cái nhiệt độ của hệ thống làm nóng của keo và nhiệt độ của chúng ta đã đủ rồi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu. À, bạn có thể để vậy được không? Có an toàn không? Ừ. À, về những máy khác khi chúng ta vận hành chúng ta phải đóng cái cover lại, nhưng mà đối với cái vernier này thì người ta sẽ cho các bạn xem. Quý vị xem coi cái cách của chúng ta ép như thế nào, ra như thế nào. À, chúng ta sẽ có một cái sensor nha quý vị. Khi mà ván mà chạy đến cái khu vực đó thì nó sẽ chạy lên. Chúng tôi chỉnh cái tốc độ rất nhỏ, rất chậm để cho quý vị xem. À, như quý vị thấy ra rất là đẹp. À, bạn coi xem coi hai cái này bạn đo cho nó bằng nhau nha. Dạ. Bạn lấy cái tấm này bạn ghép luôn đi. Rồi chúng ta sẽ chúng ta sẽ ghép một cái tấm lớn xem coi. Quý vị thấy ha,
cái chất lượng của chúng ta ra nó rất là đẹp. Hiện nay mình đang cho đi cái tốc độ là bao nhiêu ha? Chạy với tốc độ là 39. 3,9. 3,9 mà chúng ta là kích thước của chúng ta ở đây là 0.5 đúng không? Dạ. Đâu, bạn chỉnh lên thử xem coi. Là chain speed là 20. Tốc độ của cái phần này. Dạ. Rồi. Rồi chúng ta sẽ chỉnh nhanh hơn tí xíu nha, tại vì khi mà cái tốc độ của chúng ta tùy theo cái phần mà chúng quý vị thấy nè. Đó, và hiện nay thì tôi có chỉnh nhanh lên tí xíu rồi, bạn thử giùm tôi một lần nữa nha. Chất lượng ra rất là đẹp. Tiếp nữa đi bạn. Bạn lấy cái tấm này về. Bạn ấy lên. Đâu, quý vị thấy không? Rất là đẹp ha. Chúng ta nhìn một cái tấm gỗ thì chúng ta cái mối nối chúng ta lại không thấy luôn. Hiện nay như quý vị thấy thì chúng ta ra một cái sản phẩm đó rất là tuyệt đối ha, rất là tuyệt đối, cái rất là khít ha, mà chúng ta không có cái phần mà chồng mí cho nhau ha, một cái tấm này như quý vị thấy nè. Cảm ơn Mỹ rất nhiều. Và hiện nay chúng ta đang đi theo cái tốc độ là bao nhiêu bạn có thể 12 mét. Hiện nay chúng tôi đang đi cái tốc độ 12 mét. Nếu ví dụ như kích thước của chúng ta là 0.5 mm, có nghĩa là 5 gem á, thì chúng ta sẽ đi được là 20 m/s. Đây là cái tốc độ ha. Thì một cái tốc độ như thế này là đó maximum cho cái sản lượng cho chúng ta ra. Nhưng chúng tôi nhà máy khuyên dùng chúng ta sử dụng khoảng chừng 18 m/s là hợp lý. Tại vì nếu nhanh quá thì cái người phía sau người ta không bắt được, thì nó sẽ chồng á, sản phẩm chúng ta chồng lên nhau. Rồi, cảm ơn Mỹ rất nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi cũng có rất là nhiều câu hỏi. Thì để chúng tôi trả lời các anh chị. Rất là nhiều câu hỏi. Xin chào các anh chị. Xin chào anh nội anh chị, tôi không biết là anh hay là chị. Nội thất đẹp và xưởng gỗ Thế Giang và anh Vincent và nội thất Tây Nguyên, nội thất Đà Nẵng, đồ gỗ Lâm Viên xin chào. Ván ghép Hà Thành, nội thất Đức Quỳnh, ván ghép. Video này hữu ích, cảm ơn chị Thượng Nguyên. Dạ cảm ơn anh chị đã theo dõi chương trình. Keo này Thượng Nguyên có bán không? Dạ có à, Thượng Nguyên có bán. Nội thất Đà Nẵng keo để bao lâu thì khô chị nhỉ? Dạ. Về vấn đề này thì lúc nãy chúng tôi có chia sẻ đó, chúng tôi sẽ theo một cái định lượng mà chúng tôi pha đó, thì ở giới thiệu đến quý vị là bên đây. Mời bạn có thể đi vòng ở bên đây để cho quý vị thấy là chúng ta ở đây chúng ta có một cái máy lạnh. Chúng ta có một cái máy lạnh. Máy lạnh này có một cái chức năng gọi là để giữ cái keo cho nó vừa đủ. Như quý vị thấy là chúng ta đã có 18 nè độ C. BC là 20 độ C, nhưng 18 độ C là chúng ta đang chỉnh. Thì trong quá trình mà sử dụng để mà chống cho cái phần mà keo bị đặt á, thì chúng ta đã điều chỉnh cho cái độ này nè, cho nó giữ cái
cái keo. Khi nào mà chúng ta sử dụng hết cái keo trong cái bồn mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ vệ sinh keo thôi. Cho nên là đối với lại Đà Nẵng nội thất Đà Nẵng, chúng tôi có một cái câu trả lời keo để bao lâu thì khô, thì tôi xin trả lời là khi nào mà chúng ta sử dụng hết cái định lượng của keo, ví dụ chúng ta sử dụng 2 tiếng thì chúng ta sẽ vệ sinh cái thùng keo, thì đến lúc đó nó vừa đủ và nó không bị khô keo. Lý do là chúng ta đã có một cái máy làm lạnh để mà chúng ta bảo quản cái keo đó cho không khô keo. Và thêm thế nữa là mỗi lần dán pha keo bao nhiêu thì hợp lý? Mời bạn đi lên phía trước. Thì như quý vị cũng biết là lúc nãy rồi chúng tôi pha định lượng là 65 và 36, 34, 36 gì đó. Thì chúng ta nôm na chúng ta có thể sử dụng là 37 và 3. Cái định lượng là như vậy thì dễ nhất, dễ nhớ hết nhất ha. Một vài thông tin. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên một lần nữa. Thay mặt các anh chị em kỹ thuật và các anh chị em tại làm việc tại Thượng Nguyên, kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.